chào tất cả mọi người nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ba anh em của mình nha. Hôm nay ba anh em mình lại lên hoàn thiện cái lán của mình nha. Mọi người theo dõi chân ba anh em mình nha. Está la patán su mamá. La pongo acá en la nube, ¿eh? Thì mình là người chặt đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi chặt tre mọi người nhé. Chặt tre làm gì bây giờ? Chặt tre để làm cái chỗ ngủ. Chỗ ngủ đó. Ừ. Đoạn này à? Ừ. Từ dưới lên đây ạ. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ chặt cái này để làm cái sàn mà anh em mình ngủ nha mọi người. Đây. Tôn tông nữa. Cái là khó nhìn ra. Anh nữa khó nhìn ra. Ừ.
Bây giờ anh em mình sẽ làm cái chỗ này để anh em mình còn được ngủ nhá mọi người. Thank you.
Mọi người ạ, bây giờ là giữa 12 giờ trưa rồi. Anh em mình đói nên sẽ đi vào trong rừng sâu để kiếm ăn nhé mọi người. Mọi người theo dõi video anh em mình nhé. Đi trước. Chặt cái đấy về làm gì ấy? Ăn đây. Ăn á? Ừ. Cái đấy nên ăn à? Ừ, mình cứ lấy cái này để ăn nói nha. Nói. Ừ. Cái này dốc quá. Ừ. Cứng không? Ừ. Ôi, dưới này toàn rừng thôi mọi người ạ. Dưới này có chuối không nhỉ? Có. Có thì đi tí đi chặt vài quả bi chuối về. Ngọt à? Đấy. Ăn xem như nào. Ngọt. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm.
Tí măng đi luộc ăn càng ngon hơn nhỉ. Luộc càng ngon. Cắt từ đấy, từ cái đoạn này lên. Ừ. Ôi, dạ. Đến đoạn trắng rồi. Đây mọi người nhá, đây là thành quả của ba anh em mình. Ừ, non lắm. Non à? Rồi, mang về thôi. Miếng này ngọt lắm nhá. Tìm đi nhá. Mùa này có quả gì chưa nhỉ? Thì chắc là không có đâu. Đây, quả nợ đầy. Ờ, quả nợ đầy. Nhiều lắm. Chuối chín mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đổ xuống để mang về lán ăn. Ui, chắc nát. Ui rồi, nát hết rồi. Chuối này không như chuối mình nhỉ. Ok. Nát hết. Wow. Thử đi một quả đi anh ơi. Thử một quả xem như nào. Thì chín mấy. Cứng thế này mà. Cứng thế nó chín nó cứ lột ra rồi mà. Lột gọn ra ấy. Đấy. Ăn xem. Nhiều hạt lắm. Đó, nhiều hạt mà, chuối này nhiều hạt. Có chát không? Chát cực. Thế chưa chín đâu. Chín rồi. Sắp chín thôi, chuối này mang về để ở lán cũng không chín được. Đi. Mang về nướng ăn chắc được. Bây giờ mình sẽ chặt cái ống tre này để luộc mấy cái đắp bi với lói chuối với cái lói cái cây ấy mình chả biết tên gì.
đói lắm rồi. Có chuột không? Biết đâu có chuột này. Tổ chim có kiếm. Tổ chim đấy. Đây. Có vỏ trứng. Các tổ chuột. Đây mọi người ạ. Trưa nay anh em mình sẽ ăn lói chuối và bắp bi. Đây. Với lại cái lói này mình chả biết nó tên gì mọi người ạ. Bây giờ thì anh Tâm sẽ chặt sẽ chế biến cái món này. Mọi người cùng xem nhé. Chín rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ bê ra ngoài kia để ăn trưa mọi người nhé. Bê đi, bê đi. Chuẩn lắm. Dùng lá này. Cần đúng cái này. Cứng thế. Bố đây. Nhiều nước quá nhỉ. Đổ luôn. Đổ xuống đi thế. Không ra, từ. Kẹp rồi. Úi dồi ôi. Ok, hết rồi. Hết rồi? Ừ, hết rồi. Ăn đi. Ăn đi. Mời tất cả anh em nha. Mời mọi người nha. Mềm lắm. Mềm, ngon không? Ngọt. Ngọt mà ăn kiểu nó cứ mát ruột. Mát ruột. Thành ra nóng. Đây, mời tất cả mọi người nha. Mềm thật. Ngon. Ngon êm. Mời tất cả mọi người nha. Một miếng. Ngon dai dai nhỉ. Mềm nhũn. Ăn cái cục cái lói này nó mới ngọt. Cái đoạn đầu nó mới ngon. Cái đoạn đầu này ngọt, không có mỡ ớt chấm nhỉ. Cái củ này này. Ăn đi. Cần cái bi chuối kìa. Ngọt. Mát thật. Gói chuối này mát lắm. Ăn đỡ khác nè. Cái nước này uống ngon chứ nhỉ. Lực. Ôi, chuyện gì này ngọt lắm. Cái miếng này như kiểu là chưa mềm mấy. Cái miếng này. Cái trắng trắng này ngọt đấy. Ngọt rồi. Ừ.
Đây mọi người nhìn này. Ngon thế này rồi mà. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người ạ, bây giờ ba anh em mình ăn no rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi tìm lá cây đao để về làm cái mái này nhá. Mọi người theo dõi ở phần tiếp theo nhá.